Rồi, Zalo em Nghĩa xin mến chào từ các bác nhá. Đến hẹn lại lên. Hôm nay thì là ngày thứ hai, ngày 15 tháng 1. Em lại tranh thủ lên video mới giới thiệu với tất cả các bác. Hôm nay thì em tranh thủ lên cho các bác là có một nô máy bơm nước, dòng máy bơm mini của Nhật nữa các bác nhá. Hôm nay thì em tranh thủ lên cho bác là gồm có tất cả 14 con máy bơm nước, dòng máy bơm mini. Thì em lên cho bác là có tất cả là rất là nhiều model khác nhau. Những model như dòng Robin sắt, con này là 4 mini này, rồi Robin nhựa 36 ni, rồi bơm chữa cháy mini Mitsubishi, rồi có cả Maruyama và Robin. Đấy, những con bơm này thì BM đã đều kiểm tra hết rồi và BM bán hàng cho các bác là được bảo hành lên nước trong vòng 3 ngày các bác nhé. Trong vòng 3 ngày, các bác mà cứ không lên nước là các bác có thể gửi lại bên em để em bảo hành hoặc là thu lại cho các bác. Và những con máy bơm này thì BM đã dọn sẵn hết rồi, rất là đẹp như mới rồi. Về nhà các bác chỉ việc đổ xăng pha nhớt vào để các bác dùng để bơm nước thôi. Và đặc biệt những cái ưu điểm của những máy bơm nước mini này thì nó cực kỳ là cơ động các bác nhé, rất là cơ động. Nhiều bác mình bơm nước, ví dụ như mùa này mùa khô này, nhiều bác đang ở ngoài ví dụ như miền Tây, Vĩnh Long hoặc là các bác ở mình ở trong miền Nam mình ấy, có nhiều vùng đang mùa khô, nước rất là khó bơm. Đấy, các bác không thể nối điện lưới ra được, mắc điện lưới được thì các bác có thể dùng những con máy bơm nước mini này. Các bác chỉ việc ráp ống vào, mua cái quận ống gọi là ống mềm 34 đi các bác, mình ráp vào rồi mình bơm thôi. Các bác có thể dùng những con bơm này ví dụ như công dụng là mình có thể rửa xe này, rửa chuồng trại, chuồng heo, chuồng lợn, chuồng bò, hoặc là các bác có thể mình tưới rau hoặc là tưới cây hoa, cây bông, cây đào, nói chung là rất là nhiều loại. Đấy, cây rau các bác đang trồng rau, các bác ở ngoài Bắc mình miền Bắc đang mùa này là gọi là mùa thu đông đấy, trồng cây rau rất là nhiều. Đấy, các bác mình mua hàng ở bên em thì đặt hàng thì cực kỳ đơn giản các bác nhé. Các bác chỉ cần liên hệ em trực tiếp qua số điện thoại là 0947594678 này thôi. Và các bác cho em địa chỉ của mình ở này, tên của mình và số điện thoại, em sẽ ship về tận nơi. Các bác kiểm tra hàng, giật nổ lên rồi mới trả tiền. Đấy. Và bên em thì bán hàng thì các bác mình không lấy tiền cọc nhé. Em không lấy tiền cọc, các bác được quyền kiểm tra, giật nổ rồi mới trả tiền. Và em bán hàng thì em sẽ tặng cho các bác là gồm có 3 món. Như mọi khi, một bình nhớt nhỏ mini, các bác nhiều bác có thể dùng bình nhớt này cũng có thể pha tỷ lệ là máy bơm nước được nhé. Với 50cc này, 100cc, với máy bơm nước mini này thì các bác cứ pha cho em tỷ lệ là như máy cắt cỏ là 2 lít rưỡi xăng. Đấy, khói nó ra mà nó sương sương là vừa đẹp. Đấy, đừng có ra ít khói quá hoặc nó ra nhiều khói quá cũng không tốt. Và một cái tip buji này và một cái gọi là cái này, cái tô vít chỉnh xăng. Đấy, ngoài ra thì bên cũng có bán nhớt các bác nhá, có bán nhớt kèm theo. Ví dụ như là các bác mình chỗ mình không có nhớt này hoặc là nhớt không đảm bảo thì có thể mua nhớt bên em. Bình lớn như thế này thì em bán 100.000 một chai một lít nhá, cũng có căn tỷ lệ luôn. Đấy, rất là dễ dùng, các bác chỉ cần việc mở cái nắp, hai nắp ra để các bác mình bơm lên, bơm ở đây các bác ấn lên này, đấy là nó tự động nó bơm lên đây thôi, để các bác mình pha vào xăng thôi, rất đơn giản. Đấy, rồi hôm nay thì trong khi live em báo rõ số lòng số ly, test nổ từng cây các bác nhé. Các bác xem ưng ý thì chốt giúp em. Và lô ngày hôm nay là lô thứ hai, nô chữ EG nhé các bác nhé. Robin, rất là nhiều Robin luôn. Con này thì em có test ở chỗ cuối video này, dòng Robin này. Nó bơm rất là khỏe và đặc biệt ưu điểm là đồ đạc phụ tùng rất là nhiều. Con này là con bơm nước của dòng Robin các bác nhé. Con số đầu tiên, EG01, đây là một con Robin đen. Có tên riêng cho mình là một con máy bơm Robin EC025GR. Có số series đuôi là 5102. Cái này công suất của nó là 25cc và nòng của nó là 34 ly các bác nhé. Tình trạng máy thì đều giữ nguyên bản tuyệt đối cho các bác. Em sẽ quay kỹ cho các bác này. Từ chế chiếc này, rồi nòng hơi và bô, bình xăng dưới, tất cả nguyên zin, chế cũng chế zin. Và cái này thì có ga là ga tự động giữ nguyên. Đấy, các bác có thể làm ga tự động được nhé. Đây là ga giữ này. Các bác mình muốn làm ga tự động thì các bác chỉ việc lấy nòng con ốc ba ke này ra để các bác có thể tự động nó tự động bơm hất lên hất xuống được nhé. Đấy, và cái này thì sử dụng ống hút cho mình là hút vào 34 ly các bác nhé, hút 34 ly và nó xả ra cho các bác cũng là 34 ly và các bác có thể xuống được 25, 27, 21 tùy ý. Con này thì cũng có thông số đây, nó bơm được cả mức nước là được con này thì được cho bác là 0,11 mét khối nước trên một phút này, 0,11 là tương đương với cho các bác là 110 lít trên một phút. Đấy, 110 lít trên một phút. Nếu mà các bác mình bơm vào cái can nhà mình 30 lít ấy, thì nó sẽ được trong vòng khoảng 3 can trong một phút nhé. Đấy, rất là nhanh. Đấy, rất là nhanh luôn. Và con này thì kéo được cuộn ống nó cho mình là được 35 mét nhé. Đấy, 35 mét thì đường trường thì được cho các bác là 114 mét, tương đương với lại 2 cuộn ống rưỡi. Con này thì bơm của Japan LTD. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số con đầu tiên, EG01.
Mã số đầu tiên cho bác là EG-01 34 ly. Cái này báo giá có 1.300.000 thôi. Con đầu tiên. Tiếp theo em đến cho bác là mã số con EG-02, cũng là Robin đen. Con này thì Robin của Subaru. Con này thì có nhãn mát của Subaru nha. Con này thì cũng có tên riêng cho mình là một con máy bơm nước của Robin hiệu Subaru. Và có tên cho mình là EC025GR. Con này thì qua của Tokyo Japan sản xuất. Công suất này thì cũng là 25cc và nòng của nó là 34 ly các bác nhá. Tình trạng máy thì cũng đề duy nguyên bản tuyệt đối cho các bác. Zin từ chế này. Rồi em sẽ quay cho các bác là nòng hơi phía sau này. Đấy, nòng hơi phía sau. Và bô. Đấy, bình xăng dưới. Tất cả đều nguyên zin. Con này thì có công tắc còn zin nguyên bản luôn. Đấy, nó sử dụng ống hút cho các bác cũng là hút vào 34 ly các bác nhá. Hút 34 ly. Và nó xả ra cho các bác ở đây cũng là 34 ly. Và các bác có thể xuống được 25, 27, 21 tùy. Và nhiều bác mình thích bơm Robin nhưng mà nó lại phải cái tem của tem bơm Cosin cơ thì các bác mới thích. Đấy, con này thì có tem của Cosin này, do Mini Japan này. Đấy, có cả số series nhá. Và con này thì bơm được mức nước cho các bác là khoảng tầm cho các bác là 110 lít trên 1 phút các bác nhá. Và con này thì kéo được cột ống dốc thẳng đứng là cho các bác là 114 m mà lặng cho các bác là 4 cân rưỡi. Đấy, và kéo được các bác, kéo được cột ống dốc thẳng đứng là được 35 m và được đường bằng 114 m và nó nặng 4 cân rưỡi. Đấy, sử dụng ống hút đều là ống vào 34 hết các bác nhá. 34. Các bác có thể vào 34 này, hoặc là các bác có thể nới to ra cho khoảng 40 cũng được, hoặc là giảm xuống 27 cũng được. Nhưng mà ống này ống cố định của nó là ống vào 34. Và các bác có thể giảm xuống ngay đầu ra cho các bác là đầu ra các bác có thể giảm xuống từ 25, 27 hay 21. Đấy, tùy thuộc vào các bác mình bơm xa bơm gần. Đấy. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số EG02. Con này thì sách cực kỳ cơ động luôn. Quá êm luôn. Con này mã số cho các bác là EG02 34 ly, báo giá là 1.300.000 thôi các bác nhá. Tiếp theo, nên cho các bác là mã số EG03. Hôm nay là được 5-6 con Robin hết. Đấy, Robin phụ tùng rất là nhiều vì phụ tùng cái dòng bơm Robin này em bán thường xuyên luôn. Con này là con bơm nước của Robin này, EC025GR. Con này thì cũng do Made in Japan sản xuất. Công suất này thì cũng là 25cc và nòng của nó là 34 ly các bác nhá. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối cho các bác. Zin từ chế này. Rồi nòng hơi này. Con này dọn rất là sạch luôn. Rất là sạch đẹp. Này các bác nhìn này. Chế chiếc này. Ốc ác này. Rồi nòng hơi này. Rất là mới nhá. Và con này thì bô vọng này. Bình xăng dưới cũng zin nguyên bản 100% luôn. Và tem mác của nó là tem đỏ. Đấy, công tắc zin. Con này thì sử dụng ống hút cho các bác cũng là hút vào 34 ly luôn. Và nó xả cho các bác ở đây cũng là 34 ly. Và các bác có thể xuống được 25, 27, 21 tùy nhá. Con này thì bên cạnh hông cũng có thông số cho các bác ghi ở bên cạnh này. Nó bơm được, nó ghi cho các bác đây 110 lít trên 1 phút. Cái đồ cuộn ống dốc thẳng đứng cho mình là được 35 mét nhá. Nhiều bác mình thắc mắc là dốc thẳng đứng có nghĩa là giếng khoan nhà các bác đấy. Sẽ được 35 mét, đấy, giếng khoan được tận 35 mét. Và đường bằng có nghĩa là đường trường sẽ được 114 mét. Và con này thì nặng cho bác là 4 cân rưỡi thôi. Đấy, bơm này là bơm của Tsumi BUM. Đấy. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số con EG03 nhá. Con này màu đen rất mới này, đèn bóng. Quá gắt luôn. Con này được cái màu sơn rất đẹp này, bóng loáng. Con này mã số cho các bác là EG03, con này 34 ly các bác nhá. Báo giá là 1.300.000 thôi. Đấy, đồng giá nhá, tất cả. Tiếp theo, em lên cho bác là mã số con EG04 cho các bác là thích màu vàng nổi bật, đẹp. Thì bác lấy con này nhá, chốt luôn. Đây là một con máy bơm của Robin Subaru. Đấy, thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật, Subaru. Con này thì có tên riêng cho mình là EC025GR do tập đoàn Tokyo Japan sản xuất. Công suất này thì sẽ là 25cc và nòng của nó cũng là 34 ly các bác nhá. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối cho các bác này. Con này dọn rất mới luôn. Từ chế chiếc này, rồi nòng hơi phía sau này và bô này,
bình xăng dưới này, tất cả nguyên zin 100%, và đặc biệt cái màu sơn nó rất rất đẹp. Đấy. Con này thì sử dụng ống hút cũng là hút vào 34 ly các bác nhá. Và bơm này là bơm của Robin. Đấy, bơm Robin. Con này thì cũng ghi thông số cho các bác đây. Con này bơm rất là ngon này. Bơm được 120 lít trên 1 phút. Đấy, và nó kéo được cuộn ống dốc thẳng đứng cho mình được, ở đây nó ghi là 35m, và đường trường thì cũng sẽ 114m như Robin đen thôi. Đấy, bô bọng này, con này rất là đẹp. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số con EG04. Con này nặng cho bác là 4 cân rưỡi luôn nhá. Quá mới. Tiếng ga gan tì rất là ngon luôn. Con này mã số cho các bác là EG04 34 ly, báo giá là 1 triệu 300 ngàn thì các bác nha. EG04. Tiếp theo nên cho bác là hai con đỏ Robin cuối cùng, cũng đồng giá luôn nhá, 1 triệu 3. Hai con này rất đẹp. Con này thì cũng có tên riêng cho mình là một con máy bơm nước của hiệu Robin EC025GR, cũng do Made in Japan sản xuất. Công suất này cũng là 25cc và nòng của nó cũng là 34 ly. Tình trong máy thì cũng để giữ nguyên bản tuyệt đối cho các bác. Zin tự chế này, nòng hơi này, và bô này, bình xăng dưới, cất tất cả cũng nguyên zin. Con này thì được cái là có bộ tay cầm, sách tay cầm là màu đỏ này, cũng màu đỏ luôn. Và hai cái đế của nó cũng màu đỏ này, rất đẹp, tông sạch tông. Con này thì sử dụng ống hút cũng là hút vào 34 ly các bác nhá. Và này thì ra cho bác cũng là có 34 ly. Đấy, con này thì được cái cho các bác là nó có hai cái đầu nối zin. Đấy, về cho các bác mình khỏi phải mua mới. Cái này thì đầu nối ở bên Việt Nam ở mình cũng có các bác nhá. Mình mua cái đầu nối gọi là đầu nối ren trong 34, các bác nắp vào cái này là vừa. Đấy. Nhiều bác mình thắc mắc không có, nhưng mà ông Bình Minh ở ngoài mình họ bán từ 5.000, 6.000 một cái, đắt lắm thì 6.000. Đấy. Con này thì có thông số cho các bác đây, nó ghi được 0,11 mét khối nước các bác nhá. Có nghĩa là được 110 lít trên 1 phút. Và nó kéo được cuộn ống dốc thẳng đứng cho mình là 35m. Và đường trường con này thì nó ghi cố định là 114m, nó sẽ không ghi ra. Đấy. Con này thì là bơm của thương hiệu dòng bơm LTD do Made in Japan sản xuất. Đấy. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số. Con này là con EG, con này con 05 nhá. Rất đẹp. Quá êm luôn. Con này mã số cho các bác là EG05 34 ly 1 triệu 300 ngàn luôn các bác nha. Tiếp theo em lên cho các bác là mã số EG06. Con này cũng là con bơm của Robin luôn. Con này thì được cái bình xăng mới tinh này, rất đẹp, bình xăng rất đẹp luôn. Con này thì cũng có tên riêng cho mình là một con Robin của EC025GR luôn, cũng do Made in Japan sản xuất. Công suất này thì cũng là 25cc và nòng của nó cũng là 34 ly các bác nhá. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối cho các bác. Con này là zin tự chế, là chế loại chế One Pro tự động 1 kim các bác nhá. Chế này chế 1 kim. Đấy. Như con con số E4 và E5 là EG04 và 05 thì hai con này thì đều là chế gọi là chế Robin, nhưng mà con này thì sang cho các bác là chế gọi là chế One Pro tự động rồi. Chế này thì giống như chế Maru đấy các bác, cực kỳ dễ nổ. Đấy. Con này thì chế chiếc này, nòng hơi này, rồi bô biếc này, bình xăng này đều zin hoàn toàn. Con này thì có thông số cho bác ghi phía sau, cũng ghi cho bác ở đây. Nó bơm được 0,11 mét khối trên 1 phút luôn, và cũng là 35m hút đường sâu, và đường trường cũng là 114m luôn. Và bơm là bơm của LTD do Japan sản xuất. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số con EG06 nhá. Cho gan tí to lên tí. Tất. Rồi, mã số cho các bác là EG06 34 ly. Con này 1 triệu 300 ngàn các bác nhé.
EG06. Tiếp theo em nên cho bác là con số EG07. Con này thì ưu tiên cho bác là thích dòng máy của Maruyama, một thương hiệu rất là nổi tiếng của bên Nhật. Các bác dùng qua cái dòng máy cắt cỏ của Maru, các bác có thể biết rồi, những con máy mà Maru loại MP20 đấy hoặc là MP23, dòng đấy nó được cực kỳ dễ nổ và nó rất là nhẹ. Đấy, con này cũng vậy. Con này là con bơm nước của Maruyama dòng PB252A của Maruyama Pegem nhá. Con này có công suất là 25cc và nồng của nó là 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin tự chế này, rồi nòng hơi này, bô này, bình xăng dưới đều hoàn toàn nguyên zin. Đấy. Con này thì chạy chế là chế One Pro này tự động 1 kim nhá, mô tự động 1 kim và các bác nhìn sơ qua bô bọng này rất là sáng đẹp. Và con này thì có thông số cho các bác đây. Nó cũng bơm được, con này thì bơm ngon này, được cả hơn tận 5 lít rồi. Đấy, bơm được cả 115 lít trên 1 phút. Và nó kéo được cuộn ống giúp thẳng đứng cho mình là được 36m. Và con này thì bơm của nó là bơm mạ kẽm luôn, rất đẹp. Đấy, các bác nhìn này, màu sơn này, cái màu này được cái nó nổi và nó ít khi bị cũ. Đấy, ít khi bị cũ hơn những cái dòng mà là bơm sắt. Đấy, rất đẹp nhá. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số EG07. Con này có màu. Nổ rất êm luôn. Con này mã số cho các bác là EG07 34 ly, báo giá là 1.450.000. Đấy, con này hôm bữa em lên cho các bác là 1.500.000 này, bữa cho các bác 50k luôn. Tiếp theo, em lên cho bác là những con bơm mà nói chung là gọi là dòng này các bác mình muốn mua bơm mini mà là mình đường nó xa, đường dài mà các bác chạy nhầm gọi chung là gọi là bơm nhiều, bơm thường xuyên thì bác lấy những con bơm này trở lên nhá. Đều là dòng bơm loại 36 ly trở lên. Đấy, rất khỏe. Con này thì có tên riêng cho mình là một con máy bơm nước của hiệu Robin, loại Robin Engine EC03 nhá. Con này công suất của nó là 30cc và nòng của nó là 36 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin tự chế này, rồi nòng hơi này, bô này, bình xăng này đều hoàn toàn nguyên zin. Con này thì sử dụng ống hút cho các bác cũng là hút vào 34 ly các bác nhá, hút 34 ly và nó xả ra cho các bác ở đây cũng là 34 ly. Và nó xuống 25, 27, 21 tùy ý. Đấy. Những con máy bơm này thì được cái nó chịu nhiệt rất là tốt. Ví dụ như các bác bơm thường xuyên 2, 3 tiếng, 4, 5 tiếng đều được. Đấy. Và con này thì các bác mình bơm, ví dụ như là nó bơm được cho các bác là ví dụ như giếng nhà bác sâu này tầm 50m. Con này được kéo được sâu cho bác là 50m. Và đường chuồng thì sẽ kéo xa cho bác được 120m. Đấy. Bơm mức nước là được 120 lít trên 1 phút nhé. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số EG con số 8 nhé. Con này màu vàng. Mã số cho các bác là con này EG con số 8 nhá, 36 ly, có màu vàng chanh, rất đẹp, có giá cho các bác có 1.400.000 thôi. Đấy. Tiếp theo, em đến cho các bác là con số EG con số 9 này, con này cũng có màu vàng chanh luôn, nhưng mà con này màu vàng cũng đẹp này, con này cũng đẹp, hai con giống hệt nhau. Con này thì có con kia là con EG con số 8 là bơm tròn, à cái bô tròn nhá, con này là bô vuông. Con này thì cũng có tên riêng cho mình là con bơm nước của Robin loại EC03. Con này thì cũng do LTD Japan sản xuất. Công suất này thì cũng là 30cc và nòng của nó là 36 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối hết các bác nhá. Zin tự chế này, rồi nòng hơi này, bô này, bình xăng này cũng đều hoàn toàn nguyên zin. Con này thì bơm phía sau còn rất là mới các bác nhìn này. Em sẽ quay kỹ cho các bác nhìn cái bơm này rất đẹp. Đấy, ốc ác này, ròn riếc rất là mới luôn. Con này thì bơm được các bác, nó cũng có thông số đây. Bơm được cả 120 lít trên 1 phút các bác nha, 120 lít trên 1 phút. Nó kéo được cuộn ống dốc thẳng đứng cho mình thì được tầm 40m và kéo xa cho bác là được 120m và nặng 6 cân. Nó sử dụng ống hút đều là hút vào 34 ly và nó xả ra cho các bác ở đây cũng là 34 ly và các bác có thể xuống được 25, 27, 21 tùy ý. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số con EG con số 9. Yeah.
Con này mã số cho bác là EG con số 936 ly. Con này cũng có giá là 1.400.000 các bác nhé. Tiếp theo, em lên cho bác là mã số con EG con số 10. Con này thì nhiều bác mình xem qua cái là chốt ngay cái dòng bơm này. Con này là con Mitsubishi dòng T170. Con này là con bơm Mitsubishi T170 do Midin Japan sản xuất. Công suất này thì sẽ là 33cc và nòng của nó là 37-38 ly. Tình trạng máy các bác nhìn này, chế chiếc này rất mới nhá, còn vàng óng luôn. Đấy, rồi nòng hơi bác nhỉ, rất đẹp. Rồi bô biếc này, bình xăng này đều hoàn toàn nguyên zin nhá. Và con này thì cũng có thông số cho bác ghi được cực kỳ rõ ràng. Con này bơm rất là rõ ràng luôn. Bơm được mức nước cho các bác là được 125 lít trên 1 phút. Và nó kéo quận ống rất thẳng đứng cho mình cũng được 40m. Và đường trường thì được kéo tận xa cho bác là 131m. Đấy. Và con này thì cũng bơm của thương hiệu dòng bơm Cosin do Bên Japan sản xuất luôn. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số con EG con số 10. Con này nặng 6kg các bác nhá. Rồi, nổ rất gắt. Mã số cho các bác là EG con số 10 38 ly, báo giá cho các bác cũng có 1.400.000. Đấy. Tiếp theo, em đến cho bác là mã số con EG con số 11. Con này là con máy gọi là bên em hay gọi là dòng máy bơm mini chữa cháy mini đấy, bơm gọi là chữa cháy mini. Con này thì có tên riêng cho mình là một con máy bơm EB25E. Con này công suất của nó là 25cc và nòng của nó là con này được 34 ly các bác nhá, 34 ly. Tình trạng máy thì cũng đều giữ nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin từ đây, chế chiếc này, rồi nòng hơi này và bô này, bình xăng này cũng đều hoàn toàn nguyên zin. Con này thì sử dụng ống hút vào cho các bác cũng là hút vào 34 ly và nó xả ra cho các bác ở đây cũng là 34 ly. Và các bác có thể xuống được 25, 27, 21 tùy ý như những con bơm khác. Đấy. Đặc biệt cái dòng máy bơm mini chữa cháy mini này thì nó rất là bền nhá, ưu điểm rất là bền. Đấy, bơm rất là ngon. Con này thì thích hợp cho bác là mình thích những con máy gọi là cổ một chút, nhưng mà đặc biệt cái là con này nó xài bền này. Đấy, bền cực kỳ luôn. Đấy, các bác nhìn nó rất đồ sộ luôn, toàn máy móc luôn. Đấy, con nó cũng cái gọi là cái bô e xả này. Đấy, nó thiết kế cái bô e xả nhìn rất độc lạ luôn. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số con EG11. Rồi, con này mã số cho các bác là EG11 nhé. Con này 34 ly. Con này em có báo nhầm cho các bác là 40 ly này. Ghi nhầm cho các bác là 40 ly. Con này có 1.450.000 thôi. Đấy. Tiếp theo, em lên cho bác là mã số con EG012. Con này thì rất đẹp, có màu cam. Đấy, các bác vừa xem qua có hai con màu vàng thì giờ lại có con màu cam, con này rất đẹp. Con này thì cũng có tên riêng cho mình là một con máy bơm nước của hiệu bơm Robin loại EC03. Con số này thì sẽ là 30cc và nòng của nó cũng là 36 ly. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối các bác nhìn này, con này chế nó như chế mới luôn, rất đẹp. Đấy, chế zin mà đẹp các bác nhìn này, vàng óng luôn. Đấy, chế zin nguyên bản đấy các bác nhá. Rồi nòng hơi này cũng rất mới luôn, bô bọng này cũng rất đẹp luôn, bình xăng tất cả cũng đều nguyên zin. Con này thì sử dụng ống hút cũng là hút vào 34 ly các bác nhá, hút vào 34 ly. Và nó xả ra cho các bác ở đây cũng là 34 ly. Và các bác có thể xuống được 25, 27, 21 tùy. Con này thì nó có thiếu cái lắp nhá. Các bác nào mình khi nào mai em chốt, các bác chốt này, em sẽ lắp vào cái nắp vào. Đấy, em sẽ gửi cho bác. Cái này nó, cái ren này cái gọi là cái ren 21 đấy. Ngoài ống Bình Minh họ cũng có bán, nhưng mà em sẽ kiếm cái ren zin em lắp cho các bác. Con này thì có thông số cho các bác này. Nó bơm được 0,12 mét khối trên 1 phút, có nghĩa là 120 lít trên 1 phút. Nó kéo quận ống dốc thẳng đứng cho mình là được 43m. Và đường trường thì được 120m. Và con này cũng nặng cho bác là 6 cân luôn nhá. Con này thì bên Nhật họ ít rất ít xài luôn. Bồ còn chưa gọi là chưa gì luôn này. Đấy. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số con là EG12. Con này cái phần bơm nó rất là đẹp.
Mã số cho các bác là EG con số 12, con này cũng 36 ni, báo giá cũng có 1.400.000 luôn. Đấy, đồng giá. Tiếp theo, em lên cho bác là hai con cuối cùng, hai con này thì xịn sò rồi. Đây là một con máy mã số EG 13 cho các bác là mình có gọi chung là tầm tiền nhà mình gọi là đủng đỉnh một chút, muốn mua một con máy bơm mà nó xài ngon ngon mà xài hàng xịn thì bác lấy con này nhá. Đây là một con máy Robin nhựa. Đây, nó có tên riêng cho mình là con Robin này, EC03R. Con này thì cũng do LTD Saban sản xuất. Công suất này thì sẽ là 30cc và nòng của nó là 36 37 ly. Tình trạng máy thì cũng để duy nguyên bản tuyệt đối hết các bác nhá. Từ chế chiếc này, rồi nòng hơi phía trong này, bộ biếc này, bình xăng này đều hoàn toàn nguyên zin, vỏ của nó là vỏ zin nguyên bản hết. Và con này thì cũng có thông số cho các bác ghi ở đây, nó bơm được 0,12 mét khối trên một phút và nó kéo được cái ống dốc thẳng đứng cho mình cũng là 43 mét và đường trường cũng được 120 mét và nặng 6 cân. Nó cũng sử dụng ống hút là hút 34 ly luôn và nó xả ra cho bác ở đây cũng là 34 ly và có thể xuống được 25, 27, 21 tùy ý nhá. Con này thì được có cái 4 cái đế cao su này. Đấy. Dây bơm này, nòng hơi này. Đấy, ốc ác còn vàng luôn. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử mã số EG13. Dòng Robin gọi là Robin nhựa. Chạy rất là ngon. Mã số cho các bác là EG13 36 ni, báo giá là 2.050.000 các bác nhé. Tiếp theo em đến cho bác con cuối cùng, con này con mã số con EG14, con này là con nòng lớn nhất trong lô ngày hôm nay. Con này thì các bác nhìn cái bơm của nó này, gọi là cực lớn luôn, này bơm rất là to, sử dụng ống 40 các bác nhé, nó sử dụng ống vào 40 ra 40 luôn. Con này thì có tên riêng cho mình là một con máy bơm của Robin hiệu Cutter, nòng LP40. Công suất này thì sẽ là 40cc và nòng của nó là 40 ni các bác nhá. Tình trạng máy thì cũng đều duy nguyên bản tuyệt đối cho các bác, zin tự chế này. Rồi nòng hơi này, bô này, bình xăng này cũng đều hoàn toàn nguyên zin. Con này thì có màu vỏ là màu đỏ. Đấy. Con này thì thích hợp cho các bác nào mình muốn mua một con máy bơm mini mà đằng nào cũng mua thì mua con lớn lớn một chút, nhà mình đường xa. Nó cũng có ghi thông số cho các bác đây. Con này thì bơm khỏe, được cái bơm khỏe nhá. Bơm được tận 185 lít trên một phút. Đấy, 185 lít trên một phút. Và nó kéo được con ống dốc thẳng đứng cho mình thì đường dốc có nghĩa là cái đường giếng khoan nhà các bác thì được 28 mét thôi. Nhưng mà đường trường thì được 92 mét nhá. Được 92 mét có nghĩa được hai cuộn ống. Và con này thì sử dụng ống vào đây, có nghĩa là 40 ni này, ống vào 40 ni. Đấy. Và 40 ni các bác nhá. Và các bác có thể ra được 40 hoặc là 34, 20, 21 tùy. Con này thì có bơm cho mình là SE40L1A. Đấy, bơm của thương hiệu bơm Cosin nhá, rất là ngon. Đấy, các bác nhìn này. Cực kỳ chắc chắn luôn. Gọi là rất là cứng cáp. Rồi, em giật nổ các bác nghe thử một con cuối cùng nhá, EG14. Rất gắt. Con này mã số cho các bác là con cuối cùng EG14. Con này thì nòng 40 ni, bơm lớn. Con này có giá cho các bác có 1.500.000 thôi. Đấy, rất ngon nhá. Rồi, hôm nay thì cũng vừa tranh thủ lên nhanh cho các bác là có lô máy. Nói chung là chào tuần mới cho các bác là gồm có 14 con, rất là đẹp. Các bác mình xem qua mà ưng ý những con trên thì liên hệ giúp em nhé. Có số điện thoại là 0947594678. Và số này thì em luôn dùng Zalo. Và kênh của bên em là kênh shop Trung Nghĩa, máy Nhật Bãi. Các bác mình mua hàng ở bên em thì em không lấy cọc. Các bác được quyền kiểm tra, được dập nổ rồi mới thanh toán nhé. Video em tới đây cũng khá là dài rồi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào, hẹn các bác ở những video của lần sau.